Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Uzbekistan và đội tuyển U23 Tây Ban Nha. Đây là trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên của vòng bảng môn bóng đá nam Olympic Paris 2024, và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 7. Và theo đánh giá, đội tuyển U23 Tây Ban Nha sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển U23 Uzbekistan với mức kèo là 1,75, mức kèo cũng có thể tăng 2 trái và hạ xuống còn 1,5, mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. Trong quá khứ thì hai đội chưa từng gặp nhau, đây mới chỉ là lần đầu tiên, cho nên là cũng không có thông số đối đầu để gửi tới cho các bạn. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển U23 Uzbekistan thì Uzbekistan thắng 2, hòa 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển U23 Tây Ban Nha thì Tây Ban Nha thắng 1 và thua 4. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển U23 Uzbekistan được chấp 1,75, hoặc bạn nào an toàn hơn bạc hơi thấp là mức kèo phụ là đội tuyển U23 Uzbekistan được chấp 2 trái nha. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là U23 Uzbekistan cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Do đây là đấu trường Olympic, FIFA không nhả người, có thể là U23 Tây Ban Nha họ cũng sẽ không có được đội hình chất lượng đâu. Thứ hai nữa thì do cái mức kèo chấp nó cũng quá là cao. Nếu như lượt trận này mà hai đội kết thúc với một tỷ số hòa, hoặc là U23 Uzbekistan có để thất bại trước U23 Tây Ban Nha với cách biệt là một bàn, thì chúng ta chọn U23 Uzbekistan được chấp, chúng ta cũng thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều. Phong độ thời gian gần đây của U23 Uzbekistan đang tốt hơn U23 Tây Ban Nha, thì biết đâu Uzbekistan họ sẽ làm lên địa chấn, đó là đá bại được U23 Tây Ban Nha luôn thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình, ưu tiên chọn U23 Uzbekistan, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn ở trận này. Mức tài xỉu là 3 trái, 3,25 và 2,75. Thì đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau, mình nghĩ là hai đội sẽ thận trọng, với lại hàng thủ của hai đội đang chơi tốt. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu ít bàn thắng được ghi, có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa một đều hoặc 1-0, nghiêng về cho U23 Tây Ban Nha hoặc là Uzbekistan. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì chọn kèo xỉu ở trận này nhé. An toàn các bạn lựa xỉu phụ, đó là xỉu 3,25. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ nó đang ổn định và cũng không thua kém gì Tây Ban Nha là mấy, thì có thể là U23 Uzbekistan họ cũng sẽ chơi biết mình biết ta và không để thua trước U23 Tây Ban Nha hiệp 1 đâu. Thậm chí là biết đâu hiệp 1 U23 Uzbekistan mới là đội sẽ dẫn bàn trước. Hiệp 1 các bạn chọn U23 Uzbekistan nha, và đá nhẹ cái xỉu. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn U23 Uzbekistan và xỉu. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.